Mình xin chào các bạn. Thì trước mắt các bạn là một cái đồng hồ của Winner X. Thì hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn những bạn mới mua Winner X mà chưa biết cách chỉnh đồng hồ này. Vì hôm trước có bạn nhờ mình hướng dẫn cài đặt cũng như là xem những cái thông số ở trên này. Vì bạn ấy là chưa biết đó các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn nào mới mà chưa biết ha. Còn bạn nào biết rồi thì có thể là không xem video này. Trên cùng là cái vòng tua máy của mình. Khi các bạn vặn ga nó sẽ nhảy lên nhảy xuống nè. Khi canh ti á, các bạn cũng thấy nhảy nè. Khoảng 1.800. Nó nằm ở mức này nè các bạn ha. Nó nhảy nó giật giật hoài như nè chứ nó không đứng chỗ đâu ha. Và khi bạn vặn ga thì nó sẽ đi lên. Rồi. Cái ở đây là báo số rồi các bạn. Khi các bạn vào số đó, số 1 nè, đó ha. Còn đây là đồng hồ hiển thị tốc độ km trên giờ nè các bạn ha. Rồi, đây là total, là quãng đường. Cái quãng đường này á là tổng quãng đường mình đi từ lúc mua xe ha cho đến hiện tại. Cái quãng đường này mình không có xóa được nha các bạn ha. Cái bên này là giờ, như các bạn thấy bây giờ đang là 9 giờ 3 phút ha. Dưới này là mực xăng của mình. Khi nào mà nó xuống tới cục cuối cùng, các bạn chạy, ý mình nói là lúc mình đang chạy đó ha, là nó vừa chớp thì trong bình mình còn khoảng lít mấy ha, lít mấy luôn á các bạn. Mình nhớ là khoảng lít rưỡi luôn á chứ không ít đâu á. Thì các bạn chạy được khoảng ít nhất là 50 cây số nữa. Thì khi các bạn thấy nó chớp á thì các bạn bắt đầu chuẩn bị tìm cái xăng được rồi. Nó trừ hai cho mình 1 lít mấy là để trừ khi những các bạn mà đi vào những con đường mà ít có cây xăng hay là vào những cái vùng quê á thì các bạn thủ sẵn ha. Các bạn nhớ ha. Và mình nhắc luôn, tại vì có một bạn nói vấn đề ấp FI á mà để hết xăng á thì rất là nguy hiểm. Bởi vậy khi mà các bạn thấy nó chớp á là mình lo đổ xăng được rồi. Đừng để cho nó cạn xăng thì nó sẽ có tình trạng là hư cái bộ phun FI đó các bạn. Thì rất là nguy hiểm luôn. Rồi. Đây là cái đèn báo ABS nè. Ha. Đây là báo buông no nè. Tức là đang số 0 đó các bạn ha. Tại vì khi mình vô số 1 đó thì nó sẽ mất cái đèn này. Đó. Rồi, tiếp theo. Cái chỗ total này mình nói lúc nãy á là tổng quãng đường mình đi ha, không xóa được. Thì ở hai nút này nè. Đó. Cái nút này á nó chỉ để dành xóa thôi. Bây giờ nè, các bạn thấy nè, total nè, 7.848 cây số là xe mình đi được đó ha. Tiếp theo là chip A. Thì xe này nó tính tới hai cái chip lận các bạn. Chip A và chip B. Để dành cho các bạn đo quãng đường đi hoặc là các bạn canh nhớt. Như hiện tại mình đang đo quãng đường đi nè, ví dụ như là mình các bạn đổ xăng đầy bình 60 ngàn chẳng hạn, các bạn xóa rồi các bạn chạy cho đến khi đổ lần thứ hai á, các bạn xem là 60 ngàn đó các bạn đi được bao nhiêu cây số đó. Mình đã đo xong bằng cách này đó các bạn. Rồi khi các bạn đổ xong các bạn lại xóa ha. Khi các bạn muốn xóa thì nhấn nút bên này đó, các bạn nhấn giữ là nó sẽ xóa nè. Như mình làm cho bạn xem nè, đó nó về không ha. Rồi tiếp theo là cái chip B. Cái chip B này nó cũng như chip A thôi. Nhưng mà nó cho mình hai cái lựa chọn là để cho mình canh mức đường đi và canh mức nhớt cũng được. Hoặc là bạn có thể dùng vào việc gì khác cũng được nữa. Còn mình thì mình để mình đổi nhớt nè. Thí dụ như khi mình thay nhớt một lỗi nhớt mới, mình sẽ xóa nó về không. Rồi mình sẽ chạy. À, hiện tại lon nhớt tiếp theo mình đi được là 1.646 cây số nữa các bạn. Thì cái này mình để chip B á để canh mực nhớt rất là hay luôn. Các bạn biết vì sao không? Tại vì mình sẽ không quên. Có những bạn đổ nhớt xong rồi không nhớ là mình đi mình đổ ở hồi nào ha, thời điểm nào, và thậm chí đi hút cây số hoặc chẳng hạn như lên 3.000 4.000 cây số rồi mới thay thì không tốt. Cho nên các bạn để chiếc B này để dành xem chỉ số cây số để mà đi á các bạn. Bắt đầu đi từ lúc đổ nhớt mới ha, là không bao giờ quên. Các bạn nhấn vào chiếc B thấy là cây số, ví dụ như là tới 2.000 xe cây á là mình thay được rồi, hoặc 2.500, thậm chí 3.000 cũng được nếu các bạn xài nhớ tổng hợp nhớ tốt ha.
Cái này mình sẽ không xóa nha, tại nếu các bạn xóa thì bạn nút nút bên này nè, nhấn xóa nó sẽ xóa ha. Rồi tiếp theo đó, cái này nè, mình thấy nó là đo cái chỉ số tiêu thụ nhiên liệu tức thời đó các bạn. Cái số này lúc các bạn chạy nó sẽ nhảy liên tục, nó nhảy lên nhảy xuống, nhảy lên nhảy xuống, và mình thấy là đúng là nó có đo đó, tại mình đã thử nhiều lần. Mình ví dụ như các bạn chạy số 1, các bạn kéo lên, khi các bạn dừng á, nó sẽ không nha, nó không nhảy đâu. Khi các bạn chạy đúng không, bắt đầu nó nhảy lên. Và khi mà các bạn bắt đầu, các bạn thử đi, các bạn chạy lên khoảng 560, các bạn cắt côn rồi nè cho nó trôi ha, là bảo đảm chỉ số lên 99.9 km/1 lít. Tại vì khi các bạn cắt côn á, là xe nó không có tốn nhiên liệu nhiều ha, thì mình thấy cái mức nó báo mức đó là cao nhất rồi đó. Rồi khi các bạn buông côn ra, từ từ nó sẽ nhảy xuống, thì nó sẽ chậm hơn là cái thao tác của mình khoảng 3-4 giây. Các bạn để ý ha, các bạn chạy số nhỏ mà tốc cao á, là cái chỉ số nó xuống khoảng 40-50 km/h. Khi các bạn đi điều ga đúng số, đúng tốc độ thì nó lên khoảng 6 mấy luôn, thậm chí có lúc lên 8 mấy đó. Ví dụ như các bạn đi số 6 mà các bạn đi 40 km/h, đi đều hoài á, nó lên 70-80 luôn ha. Thì mình thấy là nó cũng có đo đó, mặc dù là mình biết chắc là nó không chính xác lắm. Rồi cái tiếp theo nữa là cái AVGA, tức là nó đo cái chỉ số tiêu thụ nhiên liệu của cái chip A. Cái chip A nãy mình vừa xóa đó ha, tức là nó đo từ quãng đường từ 0 cho đến 100 mấy hồi nãy đó. Rồi cái chip B là nó đo cái quãng đường của chip B, tức là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chip B. Thì các bạn xem nè, chip B mình là 1646.9 km, thì cái AVGAB á đó, tức là trong quãng đường đó 1000 mấy cây số đó, là trung bình mình đi là 59.6 km/1 lít trong quãng đường 1000 mấy cây số đó. Rồi cái chip cái AVGA nó sẽ đo của chip A, thì chip A nãy mình xóa rồi ha. Và hai cái chip A, cái AVGA và B này nó sẽ không nhảy, nó sẽ rất lâu nó mới nhảy, tại vì nó tính trung bình của đoạn đường các bạn đi được, cho nên là rất lâu nó mới nhảy. Còn cái chỉ số lúc nãy mình nói là nó nhảy liên tục ha. Đây, cái chỉ số này là nhảy liên tục nè, tại vì nó đo cái mức tiêu thụ nhiên liệu tức thời ha. AVGA là đo cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chip A, AVGB là đo mức tiêu thụ nhiên liệu của chip B ha. Rồi mình trở lại Total rồi các bạn. Rồi bây giờ các bạn muốn chỉnh giờ thì như thế nào? Mình biết chắc cái này có rất nhiều bạn có thể là chưa biết luôn á ha, nhất là những bạn mới mua xe mà chưa có nghiên cứu á. Các bạn muốn chỉnh giờ thì các bạn nhấn vào hai nút này, nhấn đồng thời một lượt nha các bạn. Các bạn nhấn một nút không được đâu ha, nhấn một lượt hai nút nha, các bạn nhớ nè. Các bạn nhấn cho đến khi nào những con số này nó chớp nè, các bạn nhìn nè ha, các bạn thấy không, cái số hiển thị giờ đã chớp rồi nè. Thì các bạn chỉnh bằng cái phím cái nút bên tay trái của mình ha, các bạn nhấn nè, ví dụ như giờ này là 9 giờ 10 ha, đó các bạn cứ chỉnh thôi. Đó, các bạn muốn nó dừng chớp và chuyển sang chỉnh phút, các bạn nhấn nút bên phải, các bạn thấy không? Đó, cái nút bên phải này nó chỉ để xóa và lúc chỉnh giờ nó chuyển chế độ đó các bạn ha. Rồi bây giờ là tiếp tục chỉnh phút này, nút bên này ha. Và mình cũng xin nói luôn là mình thấy cái đồng hồ này nó chạy sớm đó các bạn, mình có để ý rồi, mình thấy nó chạy sớm đó, tại vì mình chỉnh so với cái đồng hồ của mình trên điện thoại á, thì mới đầu mình chỉnh đúng phải không, nhưng mà sau một thời gian sử dụng thì mình thấy nó đi trước một chút, nó sớm khoảng 1 phút 2 phút luôn. Bây giờ đang là 9:10 nè các bạn. Rồi mình dừng ha, mình sẽ bấm nút bên phải đó, nó đã xong chế độ chỉnh giờ đó các bạn.
còn gì nữa không ha. Rồi thêm những cái đèn báo lỗi trên này. Cái này thì nó nhanh quá đi, không biết mình có làm kịp hay không. Các bạn có thể chụp màn hình lại để các bạn nhìn ha. Đó nè, cái báo hiệu bên này nè là nó báo hiệu là bị lỗi FI đó các bạn, bị lỗi FI ha. Rồi cái báo hiệu bên này đó, nó là báo hiệu cắt nước nếu quá tải, quá nóng nó sẽ cháy cái đèn này. Khi nào các bạn thấy cái đèn này cháy á, tức là cái động cơ của các bạn đang quá nóng và cái két nước giải nhiệt á nó đang rất nóng, nó nóng tới mức độ mà nó không chịu nổi nữa, nó sẽ báo ra cho mình. Lúc này các bạn nên dừng xe, tắt máy cho nó nghỉ, rồi kiểm tra cái két nước phụ nằm bên tay phải mình nè ha. Các bạn xem cái mực nước nó có đúng hay không. Nếu mà nó thấp quá, nó cạn rồi đó, nó không còn nước nữa, nó cạn thì các bạn nên châm thêm. Còn nếu mà nó vẫn đầy đủ thì các bạn kiểm tra xem cây quạt nó có quay hay không. Có những trường hợp cây quạt nó hư nó không quay thì sao? Tại vì khi nếu mà các bạn đi vào đường đông á thì động cơ nó sẽ rất nóng, cái két nước giải nhiệt nó không đủ đáp ứng thì cây quạt nó sẽ tiếp, nó phụ thêm, mà cây quạt nó lại hư thì cũng dẫn đến cái trường hợp là cái két nước giải nhiệt nó sẽ quá nóng, quá tải, nó sẽ báo đèn ở đây ha các bạn. Quan lưới cho mình ha. Đó, FI nè ha, bên này là cắt nước nè, các bạn nhớ ha. Rồi, cái đèn ABS này khi mà các bạn bật lên nó sẽ cháy như thế này. Nhiều bạn cứ hỏi mình là tại các bạn không biết. Thì khi mà các bạn vận hành, các bạn chạy lên qua 10 km/h, chắc chắn cái đèn này sẽ phải tắt. Nếu mà nó không tắt là có lỗi đó các bạn. Nó tắt tức là ABS đã hoạt động. Các bạn nhớ ha, khi mà các bạn vận hành vừa qua 10 km/h thôi là nó sẽ tắt. Lúc đó là ABS đã hoạt động. Và khi các bạn chạy vào những đường dằn á, phía trước nè, mình nói luôn, các bạn sẽ nghe tiếng nó tè tè ở phía trước. Nhiều bạn cứ không biết là nó kêu cái gì. Thậm chí có những bạn lên trên head á, mở ra kiểm tra luôn á, tại không biết ha, nó kêu tè 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 là chuyện bình thường ha. Rồi. Hết rồi đó bạn. Mình thấy không còn gì nữa. Và khi các bạn mở chìa khóa lên á, cái đèn hậu nó cháy luôn nha các bạn. Đèn trước thì không cháy đâu, nhưng mà đèn hậu nó sẽ cháy sáng ha, các bạn nhớ ha. Các bạn không nên mở đồng hồ để không như vậy, nó sẽ hết bình đó. Đèn nhan nè. Rồi ở đây còn một chỗ nữa là đèn pha đó các bạn. Khi nào các bạn chạy xe, các bạn mở pha nè ha, nó sẽ cháy. Các bạn nhấn button này nó cũng sẽ nhá cái đèn pha này lên ha. Rồi, mình xin dừng video này ở đây. Thì có gì thắc mắc á, bạn nào chưa hiểu cứ việc comment hỏi mình. Mình biết được bao nhiêu mình sẽ hướng dẫn các bạn bấy nhiêu ha. Bây giờ mình xin chào các bạn ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nữa của mình. Xin chào các bạn.